và sản phẩm đầu tiên DS Audio Pro Z 11. DS Audio Pro Z 11 là chiếc micro có cấu tạo bằng thép không gỉ, thân mic chỉ là một màu đen tuyền và những đường nét chính là điều làm nên sự sang trọng. Và quan trọng hơn cả thẩm mỹ chính là khả năng chống va đập cực cao của micro. Vilashop đã kiểm chứng độ bền của micro qua bài test dùng micro này gặp đá rồi các bạn. Với giá bán 7.600.000 đồng, chúng ta sẽ có 500 kênh hiển thị lọc âm đỉnh của đỉnh, khúc âm nhạy bén đến 20cm, hỗ trợ cho những người chưa có kỹ năng cầm mic, chống hú lên 98%, ngắt sau 3 giây không sử dụng và ngắt nguồn sau 3 phút không sử dụng. Đặc biệt, ngắt âm tuyệt đối khi va đập, giúp bảo quản loa và chống ồn khi gặp sự cố này. 2. Micro Verity OS SE65 với 3 thế mạnh siêu đẳng, ngắt hú, hút âm và siêu bắt sóng VTOS SE55 đủ sức đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. Còn chống hú đến 90%, hút âm từ nhiều phía và cách lên đến 15-20cm, lọc tạp âm cho âm thanh thanh thoát, bắt sóng xa đến 50m, tự ngắt nhẹ bén khi va đập và ngắt sau 5 giây khi không sử dụng. 3. Micro M3732 chỉ hơn 200 đồng cho một chiếc micro không dây. Khách tới nhà hát, thầy dám nghĩ chiếc micro này là tầm trung chứ? Có thiết kế giản dị với kim nhôm cho sự tiện dụng và không kém phần sang trọng với một chiếc micro nào cả. Đây là micro tầm trung được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn như tích hợp công nghệ Super Karaoke Technology cùng màn lọc âm tân tiến cho chất âm như ca sĩ mà vẫn giữ được chất riêng, tích hợp phối âm hiện đại hỗ trợ dòng hát yếu, có anten R tăng cường phát sóng trong bán kính 50m, hát hào suốt 8 tiếng liền mà không cần sạc pin. Nhà xuất còn khuyến mãi thêm cho em này tính năng tự động ngắt hú, hỗ trợ điều chỉnh tần số, loại bỏ sóng nhiễu. 4. Micro Shure U909 giá thì chưa tới 2 triệu nhưng dùng cho dàn âm thanh ca đình thì ngon lành cả đào luôn các bạn. Vỏ ngoài màu bạc trong thật sang trọng, Shure U909 thuộc phân khúc giá rẻ với nhiều cải tiến, chất lượng đến từ chất âm chuẩn với lọc âm 98%, hiện tượng nhiễu sóng phủ đè gõ thích chói tai cũng được khắc phục tối ưu nhất. Âm thanh phát ra khi hát đạt được độ trầm ấm rõ ràng trong trẻ nhất định, còn có chức năng bù giọng quanh cuối. 5. Micro DT-W59A DT-W59A với thiết kế nhỏ gọn, giá rẻ bất ngờ, dễ dàng di chuyển, hiện đại, có thiết kế kết hợp với loa kéo, thuận tiện và dễ dàng mà không cần bất cứ thiết bị hỗ trợ nào. DT-W59A bán chạy đâu chỉ vì giá rẻ hay vì tiện nghi mà chất lượng âm thanh cũng cực kỳ tốt. DT-W59A bán âm chuẩn và hút giọng khá tốt, giúp cho giọng hát của bạn trở nên cao hơn, sáng hơn, chuyên dụng và tiện lợi hơn bao giờ hết khi không còn lo về nguồn điện, không chẳng phải lo mang theo đồ thu cầm kênh. Tương thích với nhiều thiết bị như âm ly, đầu karaoke, mixer và rõ loa kéo thành thánh nữa. Với hoạt động lên đến 35m và dĩ nhiên nó nằm trong top 5 chiếc micro bán chạy nhất hiện nay.